Ở đời không có gì mà hoàn hảo cả, không có cái này thì cái kia, không làm là không có ăn. Thấy không, thằng kia nó siêng chưa, nó nhỏ tuổi mà nó mua nhà nó sửa, còn mình nó làm cả đêm cả sáng. Ngày thường nó đi làm không, ngày thường nó đi làm tối nó về nó sửa. Nhà mua khu này rẻ lắm, thấy nhà không đó, người ta nhỏ, thấy người ta nhỏ xíu à. Đó, người ta nó mua căn nhà, nó mua căn nhà nó sửa lại nó cho thuê, rồi mai muốn nó bán. Đó là mì trắng đó nha, không có gì mà sướng hết. Quay đây cho coi, hai cha con có 56 căn nhà mà làm vất vả chưa, thấy nhà chưa, bố mẹ nó coi này, nhà cửa bom good không. Ông này là 50 mấy căn nhà mà già nhá, vẫn đi làm. You are the camera. Yeah, that's okay. I want to put the video. I want to see before and after. Looking good. Thấy nhà không? Ông này 50 mấy căn nhà nhá, 70 mấy tuổi mà vẫn còn làm. You're not supposed to do that. He do that. I put before and after. I want to see before and after how your guy do it. You smile, you're the camera. Yeah. Hey, look at that. Hey. Damn, damn. Money. Damn. I'm taking it downstairs, but. Oh. Yeah, I just ordered with the one that was on there. We'll be ready soon. Really soon? Yeah. Trying to get you some more rentals. Oh. I'm talking to Oh, you're gonna buy from him? They have 200 rentals. 200 rentals? He had 200 of them. Son of my goodness. Wow. Có 200 căn nhà cho thuê trẻ trẻ đó. Yeah. I showed him next door. Call Mr. Kenny. Yeah. You save a lot, you know? Yeah. Save a lot. Cheap money, carpet, people move out, clean up, move again. Yeah, worst case, 4 or 5 years of business. Yeah. A little steel wool sink and then a final coat. That's it. Yep. Just yeah. Made it get along. Looking good, you know that? Look at that. Yeah, man. God, can't believe it. Hard working man, 5:30 he be here, you know that? Yeah, people still sleeping, he over here. I'm gonna make all that money, man. You gotta make all that money, you smile then. Yeah. The guy have the money. They have the money. Oh, looking good. Oh yeah, I see the art. May I go back to work? Looking good. Trời mưa không? Trời mưa. Mỹ có thằng nó vất vả nó còn cực đúng không? Không phải chịu làm mới có ăn. You have to work. That's why you have money. You have money, you ask nobody. No. Nó làm thì mình cày. Trời lạnh cũng phải làm.